nó nặng nặng á. Ủa, hai cái điện thoại. Ủa, điện thoại gì xấu? iPhone. iPhone gì vậy? Coi nào biết. X Max. Ok, xin chào mấy bạn, lại là mình đây. Hôm nay hai đứa mình ngày nghỉ định đi câu cá nè, mà nhìn thấy thời tiết bữa nay quá xá âm u mấy bạn ơi. Nên chắc cũng không có cá đâu. Hiện tại bây giờ là mấy giờ sáng rồi? Như là 10 giờ mấy à. Chắc 10 giờ mấy hả? Mà trời nó âm u quá. Thôi quyết định mình đi lại thùng rác mình lượm, giống như mình đi lượm rác hay mình lục rác ở trong thùng rác gì đại loại là anh chị đó. Đó mấy bạn thấy không? Bây giờ người ta bắt đầu kéo thùng rác ra để cho xe hốt rác recycle nó lại nó hốt á mấy bạn. Nên cái ngày này mấy bạn nào muốn đi lượm rác á là đi lượm vào ngày thứ năm nha. Giờ mình lại đó mình lục thùng ra. Ok, Tiến mở thùng rác đi. Giờ mình kêu thằng anh mình mở thùng rác lên lục nha bạn. Để đi nước tắt đi. Mình để hai ly cà phê ở đây. Hay bây giờ mình bắt đầu lục thử thùng rác ở Mỹ coi có gì không nha mấy bạn. Ôi này gì dơ quá ha. Lục kiếm thôi. Thôi không, 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 không. Thùng rác này ở đây thùng rác là của cái building này nè mấy bạn. Ê, có cái hộp nè, có cái hộp nè. Mở ra coi có gì không. Ủa đây có cái hộp nhỏ nhỏ nó khoan, khoan mở lên đi, mở lên lụm này cái coi. Có gì đâu. Không, không. Ôi ôi, cái miếng mũ này còn mới quá nè, có lụm không? Lụm không? Xù lấy không? Lụm đi, xù lấy à? Đây, để đây. Miếng mũ này giờ là của dán, chắc dán keo xe á. Tiệm dán keo xe á, dùng được có miếng mũ này các bạn. Giờ mình qua bên đây nha. Ok, giờ mở bên đây qua kiếm coi. Có gì không? Không, chỉ có thấy cái gì, không biết. Ủa, lẽ nay không có được gì ta, không thu hoạch được gì trơn nha. Ê, có cái túi gì vậy? Biết đâu, túi. Ê, cho cái túi có cái hộp nữa nè. Lấy cái hộp ra, lấy cái hộp ra. Ú, nặng, nặng. Dở lên, nặng, kẹt tay, kẹt tay. Kẹt tay. Nó nặng nặng á. Ú, hai cái điện thoại. Ú, điện thoại gì xấu? iPhone. iPhone. iPhone gì vậy? Coi nào biết. X Max. Con này, cái này gì vậy? Cái 6 plus gì á. Cái này chắc cái lâu lật mà sao coi coi. Ôi ôi, 6 lết, 6 lết ớt. 6 ớt lết mấy bạn ơi. Ô cái này còn được nè, mà cái này nó nát quá ha. Chắc người ta đi lại, người ta sửa điện thoại á, rồi người ta dục á. Thôi chạy chạy đem về tiệm, chạy review review. Rồi rồi, dục lại đi. Thôi bỏ miếng này luôn đi. Bỏ miếng này luôn đi, cầm hai điện thoại chạy về. Đi chạy về. Khẩn chưa. Ok mấy bạn ơi, cái này là trên tay mình đang là hai cái điện thoại, một cái 6 ớt nha mấy bạn, 6 ớt bờ lút nha mấy bạn. Cái này nó còn, nó cũng bể nát bấy, nhưng mà để mình mở lên thử coi nó lên không. Lên có tiền. Ok mấy bạn ơi, mình đã mở thành công và cái này nó có nguồn nha mấy bạn. Cái này nó còn giống như là mình còn xài được á, mình đem lên mình bán lại được trên eBay. Hai bạn nào có nhu cầu liên hệ mình bán rẻ cho nha. 50 đồng thôi, nhưng mà mình có một chuyện rất là bức xúc. Mình vừa lượm được hai cái điện thoại, mình nhờ thằng anh mình á chụp hình giùm mình, là mình cầm hai cái điện thoại chụp kế bên thùng rác cho mấy bạn biết là mình mới vừa lượm được điện thoại á, thì nó bẻ gãy cái cây YouTuber của mình rồi. Vậy làm sao mình tác nghiệp nữa. Ok mấy bạn ơi, cái này là iPhone XS Max Bluetooth. Cái này nó giống như cái điện thoại của mình đang xài luôn á mấy bạn. Há mình không tin được là mình lượm được ở trong bãi rác luôn á. Bây giờ mình mở nguồn nó lên nha. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Lên nguồn đi, lên đi. Thôi rồi, thôi thua luôn rồi mấy bạn ơi. Có thể nếu mà mình sạc á, mình sạc nó sẽ lên nha. Cái này để mình về mình sạc lại để coi nó lên không. Đó, mấy bạn thấy không?
bẻ cái cây của mình làm hư, bây giờ ngồi gắn xong gắn mệt luôn, mệt le lưỡi luôn, bây giờ nằm luôn rồi, lấy gì mà quay video tạm biệt. Ok mấy bạn ơi, bây giờ là hai cái iPhone mà mình vừa mới lượm được nè. Cái này thì nó không có lên nữa nha mấy bạn, nhưng mà mình sẽ đi sửa nó. Xin chào mấy bạn, mình sẽ kết thúc video đây nha. Tạm biệt mấy bạn. Bye bye. Sao không bye mày?